Ban Chỉ huy quân sự quận Sơn Trà cũng vừa tổ chức chương trình tặng quà cho các học sinh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thấu hiểu và sẻ chia khó khăn với các em học sinh trên địa bàn, Ban Chỉ huy quân sự quận Sơn Trà đã phối hợp với trường tiểu học Hai Bà Trưng, phường Nại Hiên Đông tổ chức chương trình Trung thu yêu thương, sóng và máy tính cho em. Thì đơn vị cũng đã có những cái phần quà cũng đến tại các cháu để các cháu cùng vui Trung thu, và trong cái đó cũng tạo được cái niềm tin và cái tinh thần để các cháu là trong cái học tập. Đây là một cái chương trình vô cùng ý nghĩa mà tôi thật sự rất là cảm động khi có sự chung tay đóng góp hỗ trợ của Ban Chỉ huy của cô quân sự quận. Tại chương trình, ban tổ chức đã tặng 10 phần quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường tiểu học Hai Bà Trưng. Mỗi suất quà trị giá 2.500.000 đồng, bao gồm ba lô học sinh và đồ dùng học tập, máy điện thoại smartphone và gói cước data. Phường Nại Hiên Đông đa phần là người dân lao động phổ thông. Do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài nên việc mua sắm các phương tiện học trực tuyến cho con em còn gặp nhiều khó khăn. Công việc của em thì đi làm bán, nhưng mà giờ trừ nghỉ hơn 2 tháng nay rồi cũng rất khó khăn. Và các cháu học thì cũng không có đủ điều kiện để học trực tuyến online. Dạ, là những cái máy này sẽ giúp con học tập tốt hơn. Con xin hứa là sẽ học thật giỏi để cho bố mẹ vui lòng. Những phần quà trên được cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự quận Sơn Trà trích một phần từ tiền lương, phụ cấp dành tặng kịp thời động viên các em học sinh khó khăn vùng tâm dịch học tập tốt hơn. Tuy những phần quà này không lớn nhưng đã góp phần lan tỏa đến các em học sinh cùng gia đình địa phương và ngành giáo dục, bảo đảm điều kiện chất lượng học tập tốt nhất trong năm học 2021-2022.